quay trở lại với lại trận công đài thứ ba của đội đài kỳ 56. Bây giờ là xét thứ năm, tỷ số đang là 3-1 nhưng về chủ Hoàng Hưng Sơn. Tình hình là hiện giờ tinh thần của Hoàng Hưng Sơn đang rất là hưng phấn, không biết anh có thể kết thúc được luôn hay không. Còn phía Huỳnh Thế Quang thì tay vợt có lưu anh rất là bình tĩnh, chúng ta hãy chờ xem. Cũng cần phải mở ngoặc là Sơn này có một biểu hiện rất là sân điên, điên lên cũng rất là dữ. Không tiếc cái nào. Không luôn. Một đều. Một ba. Quang thì đây là những cái cơ hội cuối cùng mà anh có thể
tiếp tục kéo dài trận đấu nếu anh thắng được trận này. Do đó đây là những quả banh từ giờ đến khi kết thúc cho quả banh rất là căng thẳng. 3-6, quăng cầu bóng. Quả trái của Quang Hậu. Khoảng cách lại đẩy lên một mức 7-3, Bàng Xuân Sơn. Những giây phút cuối cùng của trận đấu. Mười sáu. Rất nặng nề cho Huỳnh Thế Quang rồi. Kết thúc trận công đài thứ 3 của đài kỳ 56, anh chủ công đài Xuân Sơn đã bảo vệ thành công lôi đài tỷ số 4-1 trước tay vợt công đài Huỳnh Thái Quang. Trận đấu rất hay. Quá tốt rồi, cảm ơn em.